Ăn má. Alo, vâng, pan hit đối đầu với alo, xem nào. À là per hit đối đầu với pan mark, sinh ra mark lại sinh ra hit. Vâng, cầm mark thì còn có một cửa cưỡng trong map 22 này khi mà chống lại cung, nhưng quan trọng đây là cung đầu hit của đối thủ Gunny. Những cây gỗ 75 là quá gần, tỷ số là 1-0. Vâng, ưu thế là vượt trội cho bên phía per hit rồi, khi mà Persian là sức đột biến hơn hẳn pan. Đấy là bảy hiệu to, đừng có bảo 4 con là được, không phải 5 con đâu. Tôi nhìn to lắm, 7 con thì phải. Đấy, 7 con, mắc binh của một bảy hiệu đầu. Làm sao? Làm sao? Hình như bắt đầu C3 thì anh mới trở lại với hình ảnh đính của mình. Vâng, hơi đáng tiếc khi hai C đầu thua nó hơi chóng vánh rồi. Vâng, những cái trận điều mà tôi nghĩ là cửa trên hoàn toàn cho cặp đôi Vên Lớp và Gunny. Và nghĩa là cái thủ vâng, No 1 solo Gunny thì nói chung là không cửa bật, như kiểu là tôi solo với vâng, tôi solo với mấy ông bầu thôi. Còn bây giờ thì cái kèo đấu này, vâng, kèo đấu này thì game thủ Vên Lớp thì cũng không phải là thấp hơn game thủ BB là quá nhiều. Những cây gỗ 75 là rất gần Persian của game thủ Gunny. Hitty của game thủ Vên Lớp thôi, hy vọng Hitty một trận đấu mà có khung, chỉ cần có khung thôi. Đấy, 7 con hiệu về rất sát, mắc bình một 7 hiệu đầu quá tươi. Vâng, có 7 hiệu đầu, 7 con này thì lên kích xem là tầm này tôi nghĩ tầm cuối 6 này là game thủ cuối 6 chặt. Cuối 6 là game thủ Gunny sẽ kích đời 2. Cuối 6 chặt tầm 6 năm mấy rồi. Những cái gỗ 75 là quá gần, 7 con hiệu đầu, mắc binh của 7 hiệu đầu. Có thêm một con voi xung quanh nhà nữa. Rất khỏe. Một voi rồi. Đây là game thủ Vên Lớp. Vâng, bài Vên Lớp chẳng có gì ngoài điều kiện, tầm có 7-8 con voi thôi. Vên Lớp chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Vâng, voi chất ngập nhà. Và không biết trận đấu này thì Vên Lớp có đánh được như không biết game thủ Vên Lớp trận đấu này có đánh được như No 1 trận trước không. Hốc đẹp, hốc đẹp luôn. Có một voi, tôi cần thêm những đồ ăn tiếp theo, những con bảy hiệu voi nữa. Những bảy hiệu nó thêm một bảy hiệu nữa thôi, bài game thủ Gunny rất bài khỏe. Một bảy hiệu bảy con nữa. Thế này mắc binh thì có thể sao anh đóng S chậm thế nhở? Đóng S chậm này thì không thể nào lên đời được, không đời quá sớm. Đóng S thứ 6 mới đóng S được, mặc dù 4 cái có 75 sát nhà. Gunny đang hơi ảo. Thêm bảy hiệu này, bảy con thì là mắc binh một bảy hiệu phụ. Thôi, 22 dân thôi. Thôi. 23 dân làm cái gì? 6-50 luôn. Tôi bảo mà 6 chặt 50, 6 chặt cái trận đấu này luôn. 6-50. Cuối 8. Tầm 90 mấy rồi. Bảy, tôi cần bảy hiệu này thì cần 6 con thôi, không cần đến 7 đâu. Không cần 7, 6 con thôi. Không, 5 con. 6. 6. Lên. Nặn mãi không lên. Đúng bằng chân 1-9-1-10. Già đúng chân đúng là 9, không được 10. Vẫn sẽ bài khỏe. Bài này kích 9 sớm mà ra ruộng. Quật gỗ khẩn cấp. Quật gỗ khẩn cấp còn kịp. Quật gỗ khẩn cấp. Và bây giờ thực đã đủ. Vâng, 8 rưỡi thực đã đủ rồi. Mắc binh. Kỳ khủng. Cứ thông thả thôi. Thông thả thôi. Bài này lại phải nhảy sang 9-1 x rồi. 9-2 x cơ. Ôi giời, bình thường. Không. Dò luôn, trả cái gì một bài kích 9-1x cả. Không xin dò, xin chưa. Xin rồi, giáp luôn. Phun công phun giáp về ra ruộng. Dưới đấy mà có thêm 7 hiệu nữa thì mắc binh. Tôi cần thêm một 7 hiệu nữa, phun công phun giáp đi. Phun công giáp luôn. Rồi. Đốt lửa, phá đốt lửa. Phá đốt lửa bên kia không nào. Tôi không có gì thì phải ra ruộng. Không có gì thì phải ra ruộng luôn. Thôi hỏng rồi, về ra ruộng. Lực yếu. Xong được khoảng 2-3 tơn lạc đà thôi. 2 tơn lạc đà. Quan trọng là phải ra được khoảng 3 cái ruộng.
Đây là nhà em thủ nó bột được cầm Max C. Ừ, luộc sạch 5 đồ Max C cho Max C đánh nhau bằng gỗ đi. Vâng, đây nó một đang cố gắng bò bế, các bạn thấy như vậy. Đúng cái khe nhỏ, không phải dìm gì đâu, chọc con dân thôi. Kệ con sờ con giò cái muốn chọc gì thì chọc. Kệ con giò muốn chọc gì thì chọc luôn. Ơ, nó một điều giò khéo đấy. Nó một điều giò khéo đấy. Chuẩn bị lấy gỗ ra mà đánh nhau. Chuẩn bị lấy gỗ ra mà đánh nhau luôn. Gunny điều giò không phải là ứng thủ về lớp. Để ý con giò. Đúng, Gunny điều giò chứ không phải là về lớp điều giò. Không có cửa. Chuẩn bị Max C lấy gỗ ra mà đánh nhau. Chuẩn bị lấy gỗ ra mà đánh nhau luôn. Ừ, vẩy e đi. Ui giờ vẩy đi. À, bây giờ thì quay ruộng thêm. Có một hốc đẹp luôn. Gunny đang cơ cấu là tương đối tốt bên kia. Không biết game thủ bên lớp có cưỡng này nổi BB không. Chết giò đen. Gunny 25 mới đang kim tốt. Và ồ, nguyên hình nguyên khổ. Vâng, một pha nguyên hình nguyên khổ của game thủ bên lớp. Ăn thành quả với Pan. Bảo ngay em thủ Gunny bơm gỗ ngay sang đây kịp. Đây là em thủ Gunny đang chọc sang vào những ban hoàng của game thủ màu 3. Màu 3 đang không nhà, Max C chuẩn bị lấy gỗ đánh nhau rồi. Sợ lắm. Vâng, 27. Vâng, mà Hitty đang vâng đang nguyên nhà. Pamidan không có đột biến. Pamidan sẽ có chém. Sao Pamidan có chém? Pamidan đánh chém à? Ôi trời, win. Rồi, cửa win là siêu cao. Các bạn thấy Hitty có hàn cùi ở trong nhà, mắc bình luôn. Vâng, Gunny 25. Ừ, thế thì tươi. Hốc đẹp luôn. Sao nó có thể nhìn được cái hốc đẹp như vậy được rồi. 25 đi vào chưa bánh xe á. Này, quay ruộng này. Ôi trời, một cung giờ hit sang. Khéo đóng một cái BG để vẽ được hai cái ruộng. Về lớp đấy, 34 rồi. Không làm gì cửa vào đây em. Không có cửa vào đây đâu Bi. Chưa bánh xe. 3348 win. Cửa win là siêu cao. Cung R hit khác biệt lắm. Cung R beat hit nó khác biệt rất nhiều so với những con lạc đà. Có phù thủy phù. Phù đen. BB đen thôi. Tất cả chỉ là em đen thôi. Chấp mày phù trước 5 phát. Chấp hát trước 5 bài. Tỷ số sẽ là 2-0. Bắt đầu vào guồng. Không còn cửa. Quyết. Tỷ số sẽ là 2-0 trong trận đấu thứ hai này cho cặp đôi Gunny và Vlup. Trả nhé test 2C. Và sau đó để cho chim lợn chết sạch. Bắt đầu các anh mới đánh. Trong đó có tôi. Vâng, Gunny và Vlup phối hợp với nhau để xúc chết tôi đây mà. Vâng, đen quá. Phù thủy đen quá. BB chỉ là em đen thôi. Tỷ số là 2-0. Hai đều em.